Xin chào anh em đang xem kênh Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên. Đợt vừa rồi thì có vay ngân hàng được một chút nữa, cho nên là lại vào hàng anh em nhé. Vào hàng. Lần này thì em vào Acquivision và Pinitium Vision anh em nhé. Một công ty, một tên thương hiệu quá nổi tiếng luôn. Không anh em mình đỡ phải sử dụng những cái loại Acqui cũng như là Pinitium của những cái đơn vị coi như là amateur đóng bằng tay, thì dẫn đến coi như là cái độ an toàn thấp và độ tin cậy không được cao. Thì em bán hàng của công ty Vision luôn anh em nhé. Pinitium Vision, Acqui Vision luôn. Và một cái địa chỉ quá tin cậy, một cái thương hiệu quá nổi tiếng anh em nhé. Rồi, em sẽ mang ra đây hai thứ để có thể giới thiệu với anh em cho nó rõ hơn anh em nhé. Vâng, bây giờ thì em quay chi tiết các loại bình acquy này, pin lithium này, và thông số kỹ thuật cũng như là cân nặng chiều cao của nó anh em nhé. Đấy, bao nhiêu vốn liếng thì dồn cả vào làm mớ về chơi với anh em, bán dần với anh em. Nhưng em thích thì em khoái bán những cái loại nào, thứ nhất là nó bền này, thứ hai nó không phải bảo hành này, thứ ba nếu mà có bảo hành mà nếu bị ấy, thì rất dễ, vì thì tìm những cái công ty uy tín, chẳng hạn như là em bán Lux Power này, bán tấm pin thì không bao giờ bảo hành rồi này. Thế còn những cái loại kích nhỏ nhỏ lằng nhằng nhả nhẹ nhỏ nhỏ đấy, hoặc là sạc kém chất lượng ấy, không bao giờ em bán, thật các bác luôn, không bán. Em các bác hỏi em không có, thế để làm sao, để vì em giữ một con đường lùi cho mình. Bán hàng kém chất lượng quá vì lợi nhuận một tí mà bán hàng kém chất lượng thì sau này nó mất uy tín thì không có bán được cho ai. Đấy, anh em nhá. Đấy, đây là tâm sự mình em một chút xíu. Thế thì trước mặt anh em là hai hệ thống, một là acquy lithium nhá. Thực ra thì nó là pin ghép, và cái điều đặc biệt của cái pin ghép này ấy là nó lại có thể là bluetooth anh em ạ. Đấy, thứ nhất là hàng công ty đóng này, công ty Vision này anh em biết rõ rồi, công ty Vision là một cái công ty rất là thương hiệu nổi tiếng trong cái ngành là acquy lưu trữ chuyên cho các trạm viễn thông. Đấy, trước giờ là toàn cái loại pin này thôi, nhưng mà bây giờ thì theo xu hướng thị trường thì anh em họ có làm thêm với cái pin lithium Vision này. Đấy, anh em thấy rõ nhá, lithium này, iron này, phosphat này, battery này, VLFP 12V 130H anh em nhé. Đặc biệt của nó là có thể quản lý thiết bị pin lithium bằng bluetooth. Anh em có thể là sử dụng CS Play hoặc là Apple Store. Đấy, thì hoàn toàn có thể quản lý được Vision này, pin lithium này. Và giá của nó thì bật mí luôn với anh em, cực kỳ mềm luôn, 5.200.000 một quả như thế này, 5.200.000 cho một quả Vision. Thì thực ra mà nói là nếu như anh em đóng amateur bằng tay ấy thì nó cũng tầm ý và hơn thế rồi. Thế nhưng đây được cái công ty Vision này, người ta đứng ra người ta bảo đảm với cái sản phẩm của người ta thì còn tuyệt vời hơn như thế. Em chỉ bán hàng chính hãng thôi, chứ còn cái hàng mà nhì nhằng xàm xàm này em không dám bán sau này bảo hành chết, mà không bảo hành đến nơi đến chốn thì chắc chắn nó sẽ mất uy tín và gây dựng bao năm coi như đổ sông đổ bể, nên em không làm. Đấy anh em nhá, đóng tay em không đóng vì cháy lổ như nào cháy lổ ai chịu, nhưng mà cái công ty Vision này người ta sẽ chịu. Đấy, đấy là về pin thì đây em đo về kích thước cho anh em nhá, 5.200.000 một quả 130H 12V anh em nhá. Kích thước của pin là như này, 17 này nhân với lại 21 này, đấy 22, và ngang là 33. Đấy, 17 nhân với 22 nhân 33. Về pin lithium đấy. Và độ cân nặng thì đây, cân luôn cho anh em xem, nó cực kỳ nhẹ nhàng, xách rất là dễ dàng. Cân nặng đây 12 kg anh em ạ, 12 kg nhá, cân nặng 12 kg cho một quả pin lithium Vision, thương hiệu Vision có quản lý bằng bluetooth đấy. Thế còn đây là 3.200.000 cho một quả acquy, chắc là em bán đại lý thôi, chứ chẳng khác gì điện chuẩn đâu, giá bằng đấy thôi. 17 nhân với lại 33 nhân với lại 22 anh em nhá, 17 nhân 33 nhân 22, cân nặng của nó rơi vào ship 30 cân anh em ạ. Ui, nặng lắm. Cái pin, cái acquy này thì em nó vào 29 cân anh em nhé, 29 kg. Acquy này thì em ưu tiên là gửi xe khách, xe tải thôi, em không gửi bưu điện anh em nhé. 30 cân này gửi bưu điện là tiền lúi. Đấy, thì riêng tiền cước của nó đã hơn 300.000 rồi mà lại còn quăng quật thì cho nó làm hỏng mất bình của em.
nên là không ưu tiên gửi bình Vision vì nó rất đắt, thì tiền hàng nó là 3.200.000, còn Vision Lithium này là 5.200.000 anh em nhé. Đấy, hàng sẵn kho, bao nhiêu vốn liếng là quăng quật là ôm hết anh em nhé, ôm hết. Thì nếu mà để mà điện áp ấy, à thì đây em sẽ đo điện áp luôn, tạo lấy đồng hồ luôn đây anh em, để ở chế độ đo vô điện áp thì đây, đây anh em nhìn rõ chưa này, à, nó hơi chói nhỉ, đây để như này, đây điện áp đây, điện áp của pin là 13.31V, điện áp của ắc quy thì xem là bao nhiêu nhá. Anh em ạ, 12.7 12.9. con này thì hôm nọ là em có chạy một lúc mất điện, em chạy một lúc, nếu mà đầy của nó là 12.9 13 đấy, ắc quy đầy đấy anh em ạ. Đấy thì tuyệt vời, rất tuyệt vời nhá, mã tem mã vạch rồi thì là được bảo hành bởi công ty Vision nhá, anh em thử dụng thật sự yên tâm nhá, thì em hài lòng hơn đối với lại cái pin lithium như thế này, bởi vì rằng là công ty Vision là một công ty rất thương hiệu nổi tiếng đối với cái ngành ắc quy lưu trữ cho các trạm viễn thông. Hầu như cả nước này anh em cái trạm viễn thông nào cũng phải dùng ắc quy Vision. Em thấy toàn bộ là Vision đây. Được trang bị coi như là hộp giấy này, có ni lông và xốp anh em nhé. Đấy, vận chuyển cũng rất là dễ dàng và an toàn. Em cũng bán được khá nhiều ở đây anh em ạ, với cái giá là khá là mềm. Em thì em cũng luôn công khai giá bao nhiêu thì cứ bán luôn, báo luôn như thế. Bác nào ưng thì mua, đắt rẻ thì tùy các bác quyết định. Còn từ sự đánh giá của từng người với lại cũng như là cái túi tiền của các bác nữa. Đấy, phù hợp với tấm nào thì mua cái đó. Em có đủ loại nhá, từ 55Ah cho đến 230Ah bình Vision này anh em nhá. Đấy anh em mình thuốc ở cái video này thì em giới thiệu trước hai cái loại này đều 100Ah. Còn anh em có nhu cầu cao hơn hoặc thấp hơn thì xin vui lòng inbox hoặc là gọi điện trực tiếp cho em, Zalo cũng được. Em sẽ báo giá anh em nhá. Đấy thì được cái sự tin cậy cao hơn đối với lại công ty Vision như này. Đằng nào mình mất tiền mua, giá cũng xem nhau, tội gì mình không mua của cái hãng này. Thì được bảo hành và hàng là có sự tin tưởng chuẩn tuyệt đối anh em nhá. Đấy. Đây là hộp giấy của pin lithium này. Vision đây anh em nhá. Đây là hộp giấy của Vision. Đấy. Thế còn nhân tiện thì em cũng bán thanh lý con sạc nội địa của Trung Quốc này. Thực sự các bác là em vừa cấp điện vào nó chạy nhưng mà em không biết dùng, không biết cài thế nào cả anh em nhá. Đấy đấy. Mấy trăm thì anh em nào biết cách thì hướng dẫn cho em, hoặc là ông nào mà quyết mua thì bao tiền tự cho định giá hợp lý em bán nhé. Hôm nay ở cái video vui thôi, câu chuyện với anh em đấy. Em vẫn sẵn kho hai miền Nam Bắc anh em nhé, hai miền Nam Bắc pin 200 đây, chỗ này được gần 200 tấm anh em nhé, không phải là em cứ nhập bừa vào đây đâu, nhập bừa không bán được thì cũng vỡ mặt luôn anh em nhé. Đấy, giấy rác đây, chỗ này là pin nhập các bác là Caladian 385 hết rồi nhá. Rồi không còn nhận đơn nữa. Thế rồi em nói là em là người cuối mà. Hết ngoài kỳ vọng, ngoài mong đợi. Đây. Pin đây anh em nhá. Đây là các loại máy móc. Rồi anh em. Có nhu cầu mua pin năng lượng mặt trời, các cái hệ thống năng lượng mặt trời cũng như là ắc quy lithium thì vui lòng liên hệ điện mặt trời Hải Đăng 0989 711 780. Chào các bác.